Ngày Deep Samadhi thứ ba của Guruji Ruma, Đông Nam Á, ngày 26 tới ngày 27 tháng 3 năm 2024. Đêm 26 tháng 3 năm 2024, nhục thể Guruji Ruma đã thích nghi hơn với trạng thái nhập định sâu. Tuy thấy ân sư bất động gần như suốt đêm, nhưng chúng tôi vẫn thay nhau không rời mắt khỏi ngài. Bên ngoài khu lều của Guruji Ruma, các huynh đệ chúng tôi tại thiền đường Udon Thani vẫn đang cùng các huynh đệ tại các thiền đường trên thế giới tham thiền nhập định, đồng hành cùng ân sư trong những ngày Samadhi của ngài. Bình minh ngày 27 tháng 3 năm 2024, trời quang, mây tạnh, nắng hồng đã hừng, đã đến giờ chúng tôi thỉnh mời ân sư tỉnh lại. 8 giờ 30 phút sáng, sư huynh thị già bê thau nước ấm, vắt khăn lau mặt và tay, chân cho Guruji, nhưng ngài vẫn chưa trở về nhục thể hoàn toàn. Dường như lực lượng Samadhi khiến đôi mắt ân sư chúng tôi rất khó mở ra. Sư huynh thị già liền lấy chiếc chuông nhỏ, xoay chuông vài phút. Tiếng chuông đại diện âm lưu khẩn cầu từ bên trong tất cả chúng tôi đã khiến ân sư từ từ trở về với thực tại. Trước khi về trạng thái tỉnh hoàn toàn, ân sư đã chắp tay cảm tạ Thượng Đế và các đấng thiêng liêng càn khôn vũ trụ. Sư huynh thị già nói rằng, khi lau tay cho ân sư, huynh thấy bàn tay ngài rất ấm áp. Đôi mắt và gương mặt ngài thể hiện rằng ngài đã ở trạng thái Samadhi vô cùng sâu. Sau khi nghe kết quả huyết áp mà sư huynh thị già đã đo cho Guruji là 124, 88, 75, chúng tôi đều yên tâm và thầm cảm tạ Thượng Đế đã luôn chăm lo nhục thể của ân sư. Tám giờ 41 phút sáng, Guruji Ruma vươn vai, gượng đứng dậy, làm vài động tác mà chúng tôi biết chỉ có Thượng Đế mới hiểu được ý nghĩa những việc ngài làm. Guruji Ruma đã dần ở trạng thái ra khỏi định. Tuy biết Guruji chưa trở về nhục thể nhân gian hoàn toàn, nhưng chúng tôi thấy đôi mắt ngài đã linh hoạt hơn, gương mặt tươi vui hơn. Biết những người xuất gia của mình đang ngóng đợi ngoài lều, Guruji từ từ bước ra để gặp các học trò. 8 giờ 45 phút sáng, Guruji Ruma thong thả bước ra ngoài, gia trì lực lượng bình an, phúc lạc từ Deep Samadhi của ngài tới các học trò.
những ngày Gurujuruma đại định. Dr. Natapom Witty, phó tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani, một học trò người Thái Lan của Gurujuruma, đã thay mặt các đệ tử người Thái Lan của ngài âm thầm tới thiền đường Udon Thani cúng dường đồ ăn cho Gurujuruma và tăng đoàn. Đây là một truyền thống tôn sư trọng đạo vô cùng tốt đẹp, đã có từ lâu đời trên đất nước mà đạo Phật được tôn vinh là quốc đạo này. Mặc dù công việc nhà nước rất bộn bề, Dr. Natapol Witty luôn thu xếp mọi chuyện, luôn có mặt tham dự hầu hết các cuộc bế quan thiền định ân sư chúng tôi khai mở tại các thiền đường của ngài trên đất nước Thái Lan. Chúng tôi rất cảm phục lòng thành và tâm đạo sâu sắc của ông. Ước gì các nhà chính trị khắp nơi trên thế giới đều hiểu sâu sắc đạo lý và có lòng tôn kính minh sư như ông. Ân sư chúng tôi đã phân phát tới mỗi học trò những chiếc bánh cốm gạo mà người học trò quan chức chính phủ Thái Lan đã cúng dường cho ngài. Chúng tôi đón nhận những chiếc bánh cốm thấm đẫm tình thương từ tay ân sư với niềm sướng vui của những đứa trẻ mong quà mẹ mua từ chợ về. Chín giờ không năm phút sáng, sư huynh thị già chuẩn bị cho Gurujiruma bữa ăn sáng nhẹ. Ngài dùng chút xíu, uống chút nước dừa tươi rồi đi quanh khu vườn. Ngài thăm những vị thánh của mình, những vị thiên nga, gà siêu, két, thăm những luống rau mầm mà ngài mới gieo hạt trước ngày vô đíp samadhi. Từ sâu thẳm tâm mình, các học trò chúng tôi đều vô cùng biết ơn các vị thánh nhân đã hy sinh cao cả, xuống nhân gian trong những lớp áo không phải là thân xác con người, hỗ trợ ân sư chúng tôi giải ban ánh sáng và âm lưu thượng đế, đốt đi nghiệp lực khổ ải của chúng sanh. Trong những ngày Gurujiruma nhập đại định, những người tri kỷ tâm linh này của ngài đã luôn bên Gurujiruma, hỗ trợ ân sư chúng tôi đíp samadhi giữa nhân gian nhiều ô trược. Nhìn những cử chỉ Gurujiruma dành cho những người bạn tâm giao, nhìn điệu bộ chúng đáp lại ngài, chúng tôi cảm nhận được tình yêu thương ấm áp và lời cảm ơn ân sư chúng tôi muốn gửi tới những tri kỷ tâm linh của mình.
thời gian Guru Chiruma tỉnh lại trong ngày thứ ba sắp hết. Các sư huynh thị giả đang chuẩn bị cho ngài bước vào Samadhi của ngày thứ tư. Còn chúng tôi chuẩn bị tham thiền. Để khép lại nhật ký Samadhi ngày thứ ba của Guru Chiruma, chúng tôi hé lộ câu nói của ân sư khi ngài mới tỉnh lại hồi 8 giờ 30 phút sáng nay. Khi mà trong đại định, ngài đã thấy cả thế giới đều sắp bùng nổ những điều không lành. Hy vọng lực lượng Samadhi của ta sẽ hóa giải được nó. Thiên cơ của trời ta không thể tiết lộ. Cả thế giới đều bùng nổ chiến loạn. Hy vọng nhân sinh biết bước tới con đường tu hành. Chúng tôi đã nghe thấy tiếng thở dài, đau xót của ân sư sau câu nói cuối cùng.